chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình quay clip cô SK03 đang lấy mặt bằng làm cỏ luôn nha các bạn. Các anh em tài xế xe cuốc, nếu mà có thấy các video này thì cho mình một đăng ký nha. Phải mặt bằng nha quý vị, ruộng nó cỏ quá trời rồi mình cào cỏ bớt trên bờ. Cào cỏ thôi, phải mặt bằng sơ sơ chứ không có lấy kỹ. Còn phần dư này mình đi phà, mình sên xong cái mình thả bỏ lên bờ luôn. Cũng bằng chứ bộ. Đây, phim kết thúc nha.